Rồi, chào mọi người luôn ha. Cũng lâu rồi em không có làm clip về cái mạch hút cá ha. Tạm gọi là hút cá cho dễ ha. Nhiều anh em không hiểu thì cái mạch này là mạch bông sung dương nha anh em. Nhưng mà em sẽ kêu là mạch hút cá cho nó dễ kêu ha. Nhiều anh em ta không có biết nó bông sung dương, nhiều khi người ta quên, ta không có nhớ. Đây thì hôm nay sẵn tiện em làm vừa gấp xong 5 mạch, sáng mai là em gửi cho 5 khách luôn. Đây nè, cái này là khách lấy lẻ nha, lấy lẻ xài chứ không phải là mấy anh thợ mua về gấp máy đâu. Thợ mua về gấp máy thì người ta lấy số lượng một lần 5-7 cái, 10 cái thôi. Chỗ này là mỗi anh một cái nha. Thì anh nào có đặt thì lưu ý nhận hàng giúp em nha. Giờ em cũng sẽ hướng dẫn anh em mới chưa biết gì nói nha, hướng dẫn cách hàng vô và mình sử dụng nha. Thì đây, mạch này là nó dạng tăng áp nha, này tăng áp và nó rút cá về một vợt nha. Khi anh em mà mấy anh em đánh cá chết chìm rồi đó, mạnh quá nó chết chìm hoặc là nó yếu quá nó không đủ chết con cá thì gắn mạch này vô ha, thì nó cải thiện được nha. Rồi rút cá vào vợt, rút về một vợt nha. Anh em có thể là chuyển qua đi đánh thuyền được luôn, đi đánh sông một vợt á. Đây, trên mạch có 4 cái lỗ nha. Đây là 2 lỗ, để anh em nhìn kỹ nha. Đây, AC1, AC2 là cái này là đường dây của cái cục lõi biến áp trong máy kích cá đi ra nha. Hai dây anh em ghim dây nào cũng được nha. Trường hợp mà máy của anh em có nhiều nắp mạnh yếu hay là 1, 2, 3, 4 gì đó thì anh em lấy cái dây đầu và dây cuối của biến áp, mấy dây còn lại là anh em không cần để ý ha. Anh em hàng lại cho nó dính để nó dẫn điện thôi, còn mình đấu là đấu hai dây, dây đầu và dây cuối ha. Đó. Còn đây là lỗ vợt trừ và vợt cộng, cộng này vợt cộng, thì cái vợt cộng á là bên tay thuận anh em nha, để giữa cá ha. Thì mạch bây giờ em gửi anh em là toàn bộ là mạch in nha, mạch in hết, nên là anh em để ý nè, chỗ 4 con diode đen nè, 4 con diode là nên hàng cái đầu dây từ cái máy ra nha. Đó. Thì máy cái mạch nào cũng vậy nha, em gửi anh em là cái mạch hoàn thiện nha. Thì em cũng báo giá luôn là mạch hiện tại em bán là 230, em bao phí vận chuyển nha. Đến nơi anh em kiểm tra, đúng hàng anh em nhận nha. Rồi, để em hướng dẫn anh em hàng vào lại cái nha. Để có nhiều anh em ta không hiểu về điện á, ta có thể tự làm được. Thì đây, đây là cái máy kích cá của anh em. Đây, em ví dụ nha, là cái đây trong cột biến áp ra hai dây giật ha, anh em để ha, một dây thì nó ra thẳng ra giật luôn, đây ra cọc lo là ra giật, đây hai dây là em miêu tả cho anh em là hai dây giật nha, một bên giật, đây bên giật ha. Đó. Một dây ra thẳng ra giật, còn dây còn lại đây nó qua một con tụ K3 đó, giờ nó dây còn lại của con tụ nó đi ra giật, đó là hai dây giật này nha. Bình thường ha, em nói bình thường thì anh em chập vợt được, kéo lửa phà phà luôn, nhưng mà khi gắn mạch này vô là không được chập nha. Rồi bắt đầu em sẽ hướng dẫn em hàng. Đây con tụ K3 đúng không, thì mình tháo vỏ con tụ nha, tháo vỏ con tụ. Đây là chúng ta được một đầu trong miếng áp, còn đầu còn lại đây. Đó. Đây là được, mình lấy hai dây rồi nha, là bỏ con tụ K3 bỏ nha. Rồi xong, bắt đầu mình hàn vô cái mạch. Đây mạch có hai lỗ AC1 AC2, mình hàn đâu nào cũng được ha. Đây đây nè, em không có hàn vô lỗ này được ha, tại trừ cái lỗ để cho về anh em hàn. Đây lỗ trên lỗ dưới này anh em thấy không? Đó. Thì chỗ 4 đầu diode nè, em hàng vô đây.
đầu trên đầu dưới nào cũng được ha. Nhưng mà anh em về là anh em phải sọt cho lỗ anh em hàng ha. Em đây thì em hàng ở ngay đầu đi ốp. Đó. Còn dây đằng lại sọt lỗ bên đây. Nên về là nhớ sọt cái lỗ nha. Đó. Rồi. Rồi, cái đầu ra giật là giật cộng được trừ. Đây. Thì để em kẹp tải ha. Em không có hàng. Đây. Ra giật là giật cộng đây. Nè ha. Giật cộng bên đây. À, nghe lỗ nè. Thì em kẹp tạm vô cái đầu con diode ha. Bên đây giật trừ thì cũng như đầu diode này luôn. Đó. Là đây là hai đầu dây ra giật rồi đấy ha. Đó. Để em tải con đèn này ha. Kẹp bình vô cái đơn giản đó, chỉ có về anh em chỉ có hàng 4 đầu dây thôi ha. Nhưng mà máy đánh bộ anh em sẽ biến thành máy đánh thiền nha. Dạ anh em lưu ý ha, anh em phải ghép từ 12 con trở lên nha, 12 con D trò gì cũng được hết, 12, 14, 16 vậy, từ 12 trở lên, mấy chục con cũng được, 7-80 con vẫn bình thường nha. Máy đánh xong anh em thấy yếu quá gắn mạch này vô vẫn bình thường ha. Đó. Còn đây là cái nút dặn nè. Đây, nút dặn. Đó. Dặn yếu nhất nè. Đó, yếu nhất thì nó băm nha. Đó. Anh em thấy nó băm không? Đó, mình nói là. Đó. Rồi. Anh em nhớ là không được chập giật nha. Thì cái mạch này nó mới bền. Và anh em khi mua về anh em muốn thử mạch thì một là anh em phải tải bóng đèn ha. Hai là anh em nhúng hai dây giật này nè. Hai dây xuống nước thì anh em để khoảng cách khoảng xa khoảng 5 tấc nha. Anh em bóp cò thì anh em mới chỉnh được cái mạch ha. Còn anh em về mà không biết gáp vô xong không có tải gì hết, đây ví dụ gì nè, ví dụ máy không tải gì hết, mới gáp gì à, cái bắt đầu bóp cò ha. Bóp cò thì cái mạch thứ nhất cái máy kêu cái mạch không chạy và điện nó nạp vô con tụ này nè. Nếu anh em mà bóp hoài luôn thì nó nổ luôn, nổ bốc luôn. Nếu mà nó không nổ điện tích nhiều quá anh em lỡ đụng cái dây giật ra giật anh em liền ha, giật rồi văng ra luôn á, hoặc là nó sẽ chết những con điện trở trên bộ mạch ha, và nó cũng ảnh hưởng cái con này luôn. Nên thứ nhất anh em là không được chập giật, thứ hai là anh em phải có tải mới được bóp cò nha. Đó. Anh em mua thì anh em phải lưu ý và nhớ nha. Rồi em chào toàn thể anh em luôn nha.